Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Say Game. Hôm nay mình sẽ mang đến các bạn một bài hướng dẫn về cách sử dụng Nintendo Switch OLED H. Switch OLED H ở đây là gì? Đó là khác với lại cái phiên bản đầu tiên, khi trên cái hệ thống phần mềm và hệ thống phần cứng của Switch V1 á, nó sẽ có lỗ hổng khiến cho các bạn có thể cài đặt phần mềm vào. Lúc đó các bạn sẽ cài phần H rất là dễ dàng luôn. Nhưng mà có điều á, với cái bản V2, đặc biệt là bản OLED với màn hình đẹp hơn, sáng hơn, thì cái lỗi phần cứng với phần mềm này đã được vá rồi. Thì dẫn tới các bạn nếu muốn hack máy thì chỉ có một cách duy nhất là các bạn phải gắn một con chip vô mà thôi. Thì khi gắn chip vô nha, các bạn về nhà, nếu như các bạn không rành về công nghệ thì mình không khuyến khích các bạn kết nối mạng internet nha. Còn mà nếu các bạn quá rành về công nghệ thì thôi, không sao hết, cứ kết nối internet với kết nối wifi bình thường. Và ở đây giao diện này mình sẽ để sẵn ra một số mấy cái icon này ở đây á, để lát nữa mình tiện hướng dẫn các bạn sau thôi. Sau đây thì ở phần màn hình chính á, sẽ có cái mục eShop. Các bạn tuyệt đối không nên login tài khoản của mình vô trong những cái máy hack là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn cũng không nên truy cập eShop thường xuyên nữa. Tại vì nếu trong một số điều kiện á, mà cái mình không biết cách fake IP nè, không biết cách giả lập cái địa chỉ MAC á, bạn log vô đây nhẹ thì cái tài khoản của bạn bị ban, còn nặng thì họ sẽ lock cái máy của mình luôn. Lock máy thì nó sẽ có nhiều thứ khác nhau lắm, giống như mà có lúc á, thì các bạn sẽ chỉ không vô được hệ thống eShop thôi, còn sẽ có những lúc các bạn sẽ không bật máy lên được luôn, hoặc là có những cái lúc là nó những cái khoản mà lock vô cái máy này á, đều sẽ bị khóa. Đó thì đó là cái phần mà mình lưu ý trước cho các bạn thôi. Sau cái phần lưu ý này á, thì chúng ta sẽ tới một cái phần hướng dẫn mà chắc các bạn đang rất mong chờ luôn, đó là làm cách nào để cài game cho cái máy Switch OLED H này. Thì để cài game cho máy Switch OLED H á, thì đầu tiên các bạn cần phải có một cái mạng wifi, rồi các bạn kết nối wifi vô và các bạn vào bên trong một tin foil. Thật sự thì sẽ có hai cách khác nhau để các bạn làm là cái chép game này. Cách thứ nhất là các bạn sẽ vào tin foil giống như mình đang hướng dẫn này nè. Lưu ý nha, ở cái bước mà nó load những cái đường link như vậy á, có thể một số lúc nó sẽ bị lỗi, các bạn chỉ cần thoát ra ngoài và bấm vô lại tin foil. Hoặc là các bạn phải bấm ra thoát ra ngoài xong các bạn kết nối với một cái đường mạng wifi khác ổn định hơn là lập tức các bạn có thể vô game được. Ở đây thì nó sẽ hiện các bạn thông báo là kết nối được với các dịch vụ tải game á, thì bạn cứ bấm ok thôi. Nếu như ở đây mà khi vô trong tinfoil các bạn không thấy những cái mục new game nè, new update và recommend hoặc là XCI á, thì các bạn hãy vào bên chỗ là file browser, các bạn xem thử cái máy của mình đã có những cái đường dẫn này chưa. Nếu chưa thì các bạn có thể nhờ những anh kỹ thuật hoặc là mình lên mạng mình search cái từ khóa top for tinfoil để có những cái đường dẫn này và thêm vô thôi. Và sau khi thêm vô những cái đường dẫn này, các bạn sẽ vào mục New Game hoặc là New DLC hoặc New Update để mình kiếm những cái file mình cần thiết. Ở New Game á, thì các bạn có thể tìm kiếm bằng cách bấm dấu cộng. Ở đây mình sẽ tìm thử chào Mario nha. Đó. Đây, rất nhiều cái Mario khác nhau luôn. Và nếu các bạn muốn tải trò nào đó về đúng không, bạn bấm vô trong tên của trò chơi đó. Ở trong cái menu này bạn sẽ thấy, mình sẽ không quan tâm tới ba cái phần trên này nha. Còn cái phần này á, cái chỗ delete after này á, chỉ có tác dụng khi mà các bạn tải game về máy tính, chép vô thẻ nhớ rồi sau đó chép vô trong máy thôi, thì đó cách cài game khác nữa. Còn vào cái dấu location này, các bạn sẽ chọn giữa hai cái tùy chọn, một là NAND, hai là SDK. NAND á, là cái bộ nhớ trên máy. Đối với Switch OLED các bạn sẽ có 64GB ở bên trong máy để mà mình chép game vô. Còn SDK là cái bộ nhớ ngoài, cái thẻ nhớ ngoài bạn gắn vô á. Có nhiều bạn á, sẽ hỏi mình á, là nếu bây giờ mình không có cái đường mạng internet ổn định thì có cài game bằng cách này được không, thì tốt nhất là mình không nên cài bằng cách này, mà các bạn có thể sử dụng máy tính tải file game về trên cái máy của Switch OLED của mình đó. Các bạn cứ tắt nguồn hoàn toàn, rút thẻ nhớ ra rồi chép cái file đó bỏ vô trong cái thẻ nhớ và sau đó gắn lại vô vào tin foil, các bạn vẫn có thể thấy những cái file game đó và để cài đặt thôi. Ở đây á, thì cái dòng delete after này, lúc mà các bạn cài game theo cách mình vừa nói á, các bạn chọn Z để sao, để xong mỗi khi mà họ cài game xong á, họ sẽ xóa luôn những cái short file còn lại, nói nôm na là sẽ xóa luôn cái file trên thẻ nhớ để làm giảm cái dung lượng mà chiếm đi của game đó. Và lưu ý á, lúc cài các bạn nên bấm Z hai ô này. Hai ô này sẽ có tác dụng là như thế nào? Khi các bạn bấm cài game á, phần mềm sẽ tự tìm những cái gói DLC, những cái bản cập nhật mới nhất của game và cài chung nó với game luôn. Đó là một cái rất có lợi cho mình luôn, tại vì mình cần cài một cái thôi, nó sẽ tự động tìm, nó cài hết cho mình luôn. Thì lúc đó các bạn vô trong game á, các bạn sẽ có đầy đủ những bản cập nhật mới nhất, những gói DLC mới nhất luôn. Và các bạn muốn cài đặt thì mình cứ bấm install thôi. Ở đây á, thì nhiều bạn á, sẽ nói là khúc này mình tắt được không, thì mình sẽ phải hỏi các bạn nha, các bạn muốn tắt theo cách nào? Các bạn muốn lựa thêm game khác để tải hay là các bạn muốn tắt phần mềm luôn? Nếu các bạn muốn lựa game khác để tải nha, thì các bạn chỉ cần bấm B thoát ra ngoài. Và cái bạn theo dõi cái thời gian chép game ở đâu, đó là mình có thể thấy ở góc phía trên màn hình á, cái mục đau loát có hiện lên là tốc độ đau và cái mức độ hoàn thành của cái trò chơi đó. Còn mà nếu bạn muốn xem chi tiết hơn, kéo xuống dưới, ở đây có một well, các bạn sẽ thấy đó đang hiển thị tốc độ đau và cái kích thước luôn. Thì lúc này các bạn có thể thoải mái đi lựa thêm những cái tựa game khác và các bạn bấm cài, thì những cái tựa game nó sẽ được xếp phía sau cái hàng của cái trò game New Super Mario Pro này. Nhưng á, mà nếu sau khi cài đặt thành công thì các bạn sẽ thấy ở đây cái status này nó sẽ báo là complete. Và còn nếu cài đặt thất bại sẽ có chữ fail hoặc là cái ghi nguyên nhân thất bại đó.
Có một số bạn ở bước này do cái đường mạng họ gặp trục trặc, hoặc là có một vị nguyên nhân nào đó đang cài đứt mạng hoặc là bị tắt máy chẳng hạn, thì sẽ gặp một cái trường hợp như sau. Đây mình để sẵn một cái trường hợp đó ở ngoài này cho các bạn luôn. Đó là vì không có đủ file và không có đủ luôn cả dữ liệu để cài đặt, nên thành ra sẽ để làm cái ô trống cho switch với cái dấu tròn tròn xoay xoay này. Và lúc này các bạn sẽ thấy là các bạn bấm cái nút option cũng không được luôn, các bạn không thể nào xóa cái file này ra khỏi cái thiết bị hay cái switch OLED của mình được. Thì lúc này các bạn cũng đừng có hoảng, mình cứ vô một system setting. Nhiều bạn cứ nghĩ là bước này các bạn cứ format cái máy là xong, nhưng mà nếu format cái máy thì các bạn sẽ mất luôn những cái game khác nữa. Các bạn sẽ vào một data management, chọn manage software. Đây, ở đây các bạn sẽ quản lý. Như các bạn thấy nè, cái file lúc nãy nhìn vậy thôi chứ mà nó cũng hết 6.3GB á. Đối với những bạn nào mà có khan hiếm về bộ nhớ là mất rất nhiều luôn. Thì bây giờ mình bấm vào đây, chọn delete software. Chọn delete. Đó, cách giải quyết vô cùng đơn giản luôn, không cần thiết phải format lại toàn bộ cái máy để mất hết đâu. Đó, rồi sau đó bạn thoát ra ngoài. Như bạn đã thấy, đây đã hoàn toàn thoát khỏi cái file đó và mình còn nhẹ được 6GB nữa. Thêm vào đó thì các bạn hỏi, bây giờ máy Switch OLED mà đã mod chip vô có chơi được hết tất cả 100% game không? Câu trả lời ở đây là bạn sẽ chơi được hết 100% game luôn. Và thậm chí luôn bạn sẽ là có thể cài đặt những cái bản mod như mod tiếng Việt nè, hoặc là những cái bản cài đặt khác vô luôn. Thì đó là những cái điều mà mình sẽ hướng dẫn cho bạn trước cái mục cài game này. Còn mà nếu như mà có những bạn á sẽ nói là bây giờ mai mốt mà mình muốn đổi cái thẻ nhớ, khi các bạn đổi thẻ nhớ các bạn vui lòng là copy hết tất cả các dữ liệu của thẻ nhớ cũ qua thẻ nhớ mới, và thẻ nhớ mới của các bạn cũng nên format giống y chang như cái thẻ nhớ cũ luôn, giống như bạn thẻ nhớ cũ là đang để FAT hoặc FAT 32 á, là các bạn cũng nên format để vậy luôn. Tại vì cái máy switch á, và máy switch nói chung và máy switch H nó riêng á, chỉ nhận thẻ nhớ có định dạng FAT với định dạng FAT 32 thôi, chứ không có là cái những cái định dạng khác được. Có muốn kiểm tra là cái dung lượng của máy á, thì bây giờ mình sẽ có hai cách. Một, các bạn vào một system setting nè, vô bên trong một là data management đây, bạn có thể kiểm tra được cái dung lượng bên trong máy. Dung lượng trong máy bây giờ còn là 51.9GB nè, dung lượng trên thẻ là còn là 5.9GB. Và ở những cái bản firmware sau á, thì các bạn sẽ thấy á, có cái việc mà di chuyển giữa những cái data, những cái dữ liệu của mình á, từ thẻ nhớ qua game, từ thẻ nhớ qua máy và từ máy qua lại là thẻ nhớ. Đây cũng là cách duy nhất để các bạn mà chuyển file qua lại luôn nha. Thì các bạn bấm vô đây, đó sẽ có chọn cái này áp dụng khi mà các bạn lỡ cài một cái game nào đó qua bên thẻ nhớ và đang muốn bớt đi cái công đoạn mà chép qua chép lại game ở trên hai cái thẻ nhớ khác nhau á, thì bạn chép một phần game vô máy rồi sau đó còn hai thẻ nhớ bạn cứ xử lý sau cũng được. Rồi, và ở dưới đây các bạn sẽ có một bluetooth này á, ở những cái firmware từ sau firmware 13.0 á, thì các bạn đã có thể kết nối thiết bị bluetooth được luôn rồi, và các bạn có thể kết nối là hai tay cầm hoặc là kết nối hai cái thiết bị bluetooth khác nhau vào trong đây cũng được. Nhưng mà mình lưu ý một điều nha, khi các bạn kết nối tai nghe nè, hoặc là khi các bạn kết nối là những cái tai cầm ngoại thứ ba, nó sẽ có độ trễ, mặc dù độ trễ một chút xíu thôi, nhưng mà những cái bạn nào mà quan tâm âm thanh sẽ cảm thấy là khó chịu. Thêm một cái nữa, ở đây nó cũng có ghi rõ với các bạn luôn là các bạn không kết nối các thiết bị là microphone mà sử dụng bluetooth, cái mic để mình chat là không kết nối được nha. Mình cũng không hiểu tại sao mà coi như bên Nintendo họ lại vẫn cấm mình sử dụng mic, trong khi đó họ đã có một số tựa game ở bên nước ngoài là sử dụng cái tính năng giống karaoke. Ở đó là bên Nhật là rất phổ biến cái bài mấy cái game mà Lessing nè, rồi say karaoke đồ gì đó đầy đủ hết luôn. Thì đó là những cái chia sẻ mình muốn nói với các bạn khi mình sử dụng máy hát thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập video clip này của chúng mình. Nếu được, các bạn hãy để lại cho tụi mình một like, share và subscribe. Đó sẽ là nguồn động lực rất lớn để tụi mình làm tiếp những phần hướng dẫn sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.